Và hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG. Tên là đẹp trai vô địch khắp đẹp trai vô địch khắp vũ trụ. Thì xin lỗi các bạn trước nha, tại vì hôm qua mình không có ra video cho các bạn được. Tại vì mấy hôm nay mình kiểu như mình bận, các bạn cũng gần tới mình, các bạn biết là mình đang đi học, cho nên là gần tới cuối học kỳ rồi, cho nên mình phải làm rất là nhiều bài tập rồi, cho nên là với lại là dạo gần đây mình bận khá nhiều chuyện nên là không có ra quay video cho các bạn được, cho nên các bạn thông cảm ha. Rồi thì ở tập trước mình và Hoàng Anh và Sĩ cùng nhau tem một con Gigan đây, nó nằm bên kia đây. Và nói chung là con Gigan tem xong rồi, các bạn thấy cái game nó tự nhiên nó dễ hẳn ra các bạn. Các bạn cứ kêu tem Giga này, tem T-Rex, thấy nó dễ hẳn ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống đại dương và quẩy một chập ở dưới tem cổ dài và tem Mosa thôi. Mình không chưa chắc là mình sẽ tem được, nhưng mà với sự góp sức của Hoàng Anh và Sĩ thì hên xui mình sẽ tem được thôi, chả vấn đề gì cả. Em hơi bị mạnh, anh yên tâm. Thì hiện tại mình và Hoàng Anh và Sĩ đang lây hoay làm mấy cây cung các bạn, tại vì như các bạn đã biết thì dưới nước thì xài súng không được, nếu mà xài súng được thì game nó dễ luôn rồi, đúng không? Cho nên là chúng ta cần phải what the fuck, mấy cái cây này sao mà nó ảo thế. Nếu mà xài súng được thì khỏe rồi. Em chế được nhiêu cung rồi sĩ? Dạ được 119. Rồi được rồi, giờ em lấy narcotic đi, em lấy narcotic sau đó em bỏ vô em chế cái cung turbo. Cái cung okay. Bơi thì tập này mình không hứa trước là mình sẽ tem được hay là tem con ngọn Mosa hay là cái con cổ dài, nhưng mà chúng ta tạm thời trước tiên thì chúng ta sẽ tem mỗi người một con Megalodon hoặc là một con Manta. Ông ơi, Manta, ông chỉ tôi tem Manta rồi đó, giờ tôi chưa tem Manta. Manta tem bắt xẹp. Tem bắt xẹp đúng rồi. Tem bắt xẹp nhưng mà nó sẽ kiểu như nó rất là khó tem đúng không? Khó tiếp cận đó. Đúng rồi. Đó đẳng cấp về làng luôn. Làm một con phết đây. Để tôi xem bằng Manta. Mình cho ăn thịt cá hay là thịt bình thường anh? Cái bắt bằng ăn treo lơ cơ người, ăn lơ gel ấy, cái ờ có cái angel gel là nó từ con cá lồng đèn đó các bạn. Nó nhắc tới cá lồng đèn, các bạn nhớ một cái mod huyền thoại của con đời đúc không các bạn, đó là cây súng Futon được làm từ angel gel. À, hồi đó nhớ không làm là mình không phải nhớ không làm nữa, chính xác là mình rất là ưa thích cây súng đó các bạn. Cũng thằng đời đúc nó giới thiệu, thấy nó chơi rồi mình chơi theo. Thì cái súng đó ban đầu, những cái season đầu thì nó rất là mạnh, nhưng về những season sau thì nó phế. Nhưng mà từ lúc mình khám phá ra được cái cách mà để edit từng cái mod nó sẽ độ súng nó như thế nào, các bạn chỉnh sửa game á, thì mình đã đẩy lên cây súng tới mức tùy chỉnh, có nghĩa là muốn bao nhiêu turbo thì có mấy nhiêu turbo đấy các bạn. Rồi và bây giờ thì hiện tại 300 mấy rồi, mấy mọi người vô smile lấy đồ đi nha. Nghĩa là bây giờ như này, tôi anh em bắt con nào để tăng cơ được ý, bắt con Megalodon được không ạ? Để cái là mình bơi xuống đấy. Khi một con Mosa nó đuổi mình thì là mình sẽ cho một con để chịu, nghĩa là chịu cái cho nó áp lực của nó, con đấy nó cắn mình, nó cắn con Megalodon của mình ấy. Thì là mình chỉ được đứng ra mình bắn thôi, không hiểu không? Ok. Bắn nhưng mà con đấy là bắn đến cái lúc là nó gần xỉu ấy, nó sẽ bỏ chạy. Thì bắt buộc mình phải đuổi theo nó để mình bắn cho nó gục hẳn. Ok, tạm thời kế hoạch chúng ta như vậy. Còn trên lý thuyết là như vậy. Ok, em lại fabricator, em lấy đồ đi nha sĩ. Hết này cô tích rồi đúng không? Hết này cô tích rồi. Dạ. Hết rồi. Đưa anh cung đi, qua anh cung đi, anh đang chế nè. Qua hết cung anh đây. Rồi mỗi người vô smile lấy hai cái bô cho mình nha, hai cái cung cho mình. Và vô fabricator lấy bộ đồ lặn. Không có kit bò bắt lâu lắm không ạ? Kit bò ấy. Không có kit bò, ok không sao, mình đem remix xuống mình chơi luôn à. Chả vấn đề gì lâu cả. Nhân lâm con này phải bắt được nửa tiếng ấy. Chả vấn bình đề thường, gì. Bình thường level 100 của nó nhá.
đã là mất thế rồi, phải đi học rồi. Mấy cái limit rồi. Tới giờ đi học rồi hả em? Dạ. Em học tới mấy giờ về? Dạ hôm nay em học tới 9:30 mới về. Thì anh em mình làm tạm, cứ làm tạm. Tôi tưởng cái nói em sớm xíu là em xin nghỉ rồi. Thì xin nghỉ luôn, bây giờ thì cứ học đi, xin nghỉ gì ba. Không thì cứ học, em chơi phải lồn ra. Anh thì có kinh nghiệm rồi, thật là anh thật bỏ mẹ học đi em ạ. Em nghe lời quả anh bán lúa giống rồi. Bán lúa giống. Bán lúa giống, không có lúa giống đi bán rồi, như đừng nói là có lúa giống. Bỏ học sao anh thành tài ấy. Thành tài, đúng rồi. Như Bill Gates đúng không? Thành mấy thằng ăn mày á. Như Bill Gates đó. Mấy thằng ăn mày. Em bỏ học là em thành tài là như Bill Gates liền á. Thế giới này có mình Bill Gates à. Nhưng mà không lòi cái ông Bill Gates 2 7 tỷ người có một... 7 tỷ người có một thằng là Bill Gates. Thôi đi học cái thằng tí về. Dạ. Thôi em đi học cái nha. Ok. Em đi anh. Ok, chào em nha. Rồi vô ông ơi. Ok, bây giờ như nào nhỉ ông nhỉ? Thì bây giờ là, ông vô Smile ông lấy hai bộ đồ bơi đi. Ông vô Smile ông lấy hai cái bô. Rồi Fabricator ông lấy hai bộ đồ bơi. Rồi tôi quăng cung nhau mà chuẩn bị chơi luôn. Ông mang Primit đi ông ơi. Cả lọc sữa đi. Remit hơn, ok, tôi có đem rồi. Biotoxin rồi mà chưa có Remit. Ông lấy con Gigan đi farm với tôi ở nhà, tôi chế năng con tích cái là xong. Ok. Game là tệ. Tôi mang tầm khoảng tôi xong cái Primit đi cho nó chắc nhỉ. Tôi lấy nhiều Remit á. Nếu mất công nó bị spoil ra. Sắp tới thì mình nghĩ là mình sẽ, không phải là sắp tới nữa, một tí nữa, có thể là một hai ngày tới thì mình sẽ chơi một cái game mà mong các bạn đón nhận, chơi game Forza 4 nè đó các bạn. Thì nếu mà các bạn thích về thể loại đua xe cũng như là các dòng xe siêu xe các kiểu này nọ thì các bạn ủng hộ mình nha. Và các bạn nào đang xem mà chưa bấm subscribe, các bạn nhớ bấm subscribe để giúp cho mình đạt được 10.000 subscriber trong thời gian sớm nhất nha. Đó, mình bây giờ không có thời gian để quay ARK nữa, mà quay thêm một game nữa thì nó hơi bị tạ luôn đó các bạn, mình hơi bị quằn dai luôn á. Nhưng mà cố gắng hết sức. Ok ông ơi, đi thôi. Chưa, tôi chế 200 mấy cái cung nữa, còn lâu á. Để tôi mặc. Bây giờ mình xác định trước là mình tem Mega đúng không? Tôi biết tem cái con Mega đi. Ok, rồi nè, ông vô Smile ông lấy cái cung nè. Rồi tôi quăng cho ông cung nè. Đó, cái con Mega của mình, má mình tem được 2 con, má chết sạch luôn các bạn ạ. Bắt con này, nếu mà bây giờ ông muốn bắt mua sai phải bắt con người Mega level thật cao, mình tăng hết cho nó tăng cơ, tăng hết vào máu. Ok, bắt level okay. Thấp nó không trụ đâu, bắt level okay. Thấp không trụ được đâu. Ok. Nó có 2k, 3k thì chẳng sao được. Rồi như vậy là hôm nay cái chương trình trên lý thuyết của chúng ta như thế này. Đó là bây giờ mình với Hoàng Anh sẽ đi tem 2 con Megalodon. Và sau đó trong đó có một con thì sẽ nâng má tăng luôn các bạn. Công dụng của con má tăng đó để tăng cho cái con Mosa đánh. Và trong lúc mà con Mosa đánh con Mega thì chúng mình sẽ đứng ở ngoài bắn nó. Còn một con thì sẽ nâng kiểu như nâng tốc độ chạy, tốc độ bơi, để cho nó có vẻ như là khi mà con Mosa gần xỉu các bạn nó sẽ chạy, thì mình sẽ lấy con đó để mình đi dí theo nó. Ông có bao nhiêu tên rồi, bao nhiêu tên đầu rồi? 400 tên rồi, thêm này chắc 500 tên quá. Ra đây. Tôi quăng nè. Quăng trong 200 trước nè. Ông lấy hai cái bô trong ấy chưa? Với lại Fabricator nó có scuba. Cái đồ ăn á. Thoải mái được không? Lấy được. Lấy ba cái bô đi ông ơi, hai cái không đủ công. Ok, tôi có rồi.
Mà ông phải lựa con Megalodon nó to to tí nha. To là mình biết là lộn level level cao á, level cao. Chứ tôi thấy level toàn là mười mấy không à, bèo lắm. Đi theo tôi. Đi. Nói tôi đang ráp đồ còn 100 mấy cây cung nữa, bờ hơi lâu. Level 4 đã mang người đấy. Thôi khoan để tôi ăn nhiều cái đã. Còn cả đuổi level 112 nhìn thích nhỉ. Level cao thế này. Ông nhìn thấy tôi không? Thấy. Tôi mang bên trái ông đây này. Thằng này không có đâu. Thằng này không có đâu. Ở dưới nước xài bài đát không được. Ở đây này coi. Đó level 4. Thiệt tình. Từ từ chờ tôi tí. Đó đi xa được, đi xa thôi. Chờ 80 mấy cây cung nữa. Tôi cầm mấy rồi nhá. Tôi cầm à ông cầm gì nhở? Bia tôi xin chưa? Hay là không? Rồi rồi tôi cầm rồi, tôi cầm rồi. Tôi lúc nào cũng chu đáo mà. Đi phải đem theo tất cả hay không các bạn? Các bạn phải đem đầy đủ cho một chuyến đi, không được ẩu. See you later. Level 36 cùi lắm ông ơi. Có khi đi về cái đằng hướng của ông đi. Bên phải hướng nhà mình ấy. Hướng này không có đâu ông ơi. Bên phải hướng nhà mình là cái mấy cái đảo mà. Đi vượt qua đi. Mấy cái đảo luôn. Bơi kiểu này cực kỳ dễ chết. Thôi mình tốc độ bơi nha, ba chạy nhanh mà. Cả đuối cứ giật cho ông thì chạy kịp không đâu, kịp mà, dư sức. Lại level 20 cùi đấy. Ông không chỉ độ khó, chỉ level nó lên 22, level 200 dễ. Tôi chỉnh rồi, giờ chỉnh hết được luôn rồi. Có cái lệnh là chết gì đấy, cái lệnh chat ở trong game ấy là trên Discord ấy là được đấy. Không được, đâu có làm gì cái lệnh đó không? Có mà, nhưng mà. Ui, tôi gặp mặt tao ấy. Ok, rồi các bạn mình xong xóa rồi đó, bây giờ mình đi thôi. Cuối cùng trút gánh nặng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cùng anh đi kiếm con wow, con Megalodon level cao một tí rồi thêm nó ha các bạn. Ui ở đây nhiều cá đuối lắm cả chứ. Level 100 nào ông ơi, level 100. Nhanh. Được. Đó, các bạn biết nãy giờ mình tìm biết bao nhiêu con rồi không? Bây giờ toàn các bạn thấy không? Toàn là level 16, level 4 không à. Ok, let's go. Mình đi hơi bị xa luôn nha các bạn, chỗ này. Đợi tí lên hồi stamina nhé. Ok. Chỗ này hơi bị lạnh luôn đó các bạn. Tụi em có mỗi cái chân dịch gì trời. Chế đi. Em lên sạt scuba vậy đó. Hết. Tôi nghĩ là chưa đủ level. Gì vậy? Level nhiêu anh à? Level nhiêu anh? Ui, cá đuối. Ở đây có cá đuối không em? Level 84 mà em. Ui, còn thiếu một level. Chạy ra farm. Ok. Đó, chỗ này lạnh đúng không ơi? Giờ sao Dũng nó đây ta? Tôi từ xuống dưới rồi. Game là dễ không ơi? Việc gì có thì tôi lo. Thôi tôi mất dấu nữa, coi chừng mấy con sứa nha. Bắn nó ơi. Mệt đi. Chạy ông ơi. Ờ, nó chạy hơi bị nhanh. Giọt. Ui Piranha nó cả vãi cả lồn à. Đây có cả Piranha hả? Ờ Piranha đây nữa nè. Nó đi ông ơi. Ờ tôi lên tới rồi. Làm sao để lên level đây? Em đi đi farm hay gì đó đi. Từ từ ông ơi, tôi chưa tiếp ứng cho ông kịp nha, từ. Nó bơi lại ông không? Không.
ok tôi đi lên nhà là cắn tôi, ok lên đi mình lia hết phải về nhà luôn đi. Tôi có mấy cung cung không độc nè. Ha, cái kiến này dướng díu quá các bạn. Úi giời, nhiều cá đuối đây. Cá đuối gì? Cái này nhiều rồi. Úi ông ơi, xua. Chứ sao? Ờ rồi nó đâu có tiêu rồi. Chạy nó tù lên nó chạy ông ơi. Xuống tìm nó đi ông ơi. Tôi làm con manta này xong cái đã. Lìa hết cái đám này cái đã. Chạy đâu mất rồi? Nó chạy đâu mất tiêu rồi. Đây xa lắm, đây. Về bên tận trái mình hướng về nhà viếng về nhà mình ấy. Có con 20 đang đuổi mình rồi. Ok thấy rồi. Tôi đang bắn nó nè. Một cá đuối. Ai ơi. Ôi ba con lui nhẹ. Cứ bắt lùi. Ui cái đuối. Ui thôi mẹ ơi. Ôi thôi. Ủa nó cắn tôi cái 25% máu luôn. Tao mới giết một con như mày đấy. Mày hiểu không? Tao mới giết một con như mày đấy. Ây, Piranha cắn tôi không á, ở đây gì mà dữ vậy ta, gì mà dữ vậy ta. Rồi em không có đồ chơi rồi. Piranha cắn tôi. Please ask C pay for C, please pay for the girl. I mean for the girl. Yeah. Yeah, can I can drive in the room for you? I can drive. Ui nãy giờ tôi đấu xài cung độc ông ơi. Ah, she already drive. Bao tiền. Yeah, thank you. Không thể nói chưa? À, từ giờ tôi nè, tôi đang dí nó nè. Đó, tôi đang lùa nó vô nè. Cái đống con lùa tôi luôn nè. Cái con màu trắng đứng thứ hai từ dưới điểm lên nha. Tôi biết rồi. Ui, tôi dụ một lần ba con luôn. Thôi, gần dí kìa. Ngừng bắn. Rồi nó dí ông cái gì đó, dí ông rồi đó. Coi chừng lộn con nhau. Ôi, thôi. Manta, thôi. Chết mẹ rồi. Em nướng mấy cục thịt em ra đây em tiếp ứng tụi anh sĩ. Ok anh. Thôi ngay dưới mình nè. Con này phải không? Dưới này, dưới tâm mình luôn này. Ok. Em lấy con chim gì em bay ra đại giùm anh cái đi, tiếp ứng tụi anh mấy cục thịt kìa. Sắp chết tới nơi. Ok anh. Hello. Nhìn đây. Đâu cái này khách đầu tiên của Hiền. She's coming, sorry. Nó chạy ông ơi. Ôi mang ta, một hit nữa tôi chết. Thôi. Ôi mất cháu nó luôn rồi. Đó rồi. Đây nó đây. Á à, tôi không dám chơi lớn đâu, biển không phải là cái sở trường của mình các bạn ạ. Sương mù. Ui không có một miếng thịt luôn, chết mẹ anh rồi. Còn. Cắn lên. Anh cách xa em tới một cây mấy lận. Ừ nãy giờ đi xa lắm. Mà bị sương mù nữa anh. Không thấy gì luôn. Không ngoài anh đâu rồi. Rồi tôi đang cạnh ông nhưng mà nó chạy đâu mất rồi ấy. Nó đi xa lắm rồi, Đi xa đi theo tôi nè. Đi xa lắm luôn rồi. Tôi có cái spy lá tôi nhìn được nè. Tính là càng sáng càng khó không thấy. Này tối thui luôn. Mất cái này có vẻ khó khăn không ạ? Ui khó khăn quá, cái đường gian nan tiếp chợ khó khăn quá. Cửa chim không có kính không phải vì chim không có kính. Chim giật chim rung kính dở đi rồi. Ui không có nó luôn ông ơi, chết mẹ rồi. Dưới sau này. Ôi thấy. Nó đang lên tôi. Em gần tới rồi. Ôi level 4 mà, ở dưới tôi là level 4. Sứa đuổi tôi
lui 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 nhẹ, lui nhẹ, lui nhẹ lên bờ. Ui hai con nữa nè, vãi cái lồn, ba con nữa vãi cái lồn. Thôi càng xuống càng sâu tốt không ơi? À, không càng sâu được, tôi đang hấp máu đi, đang lạnh nữa. Từ máu tôi yếu rồi. Em đang tới đây. Ôi tôi dụ được ba bốn con rồi nè, từ từ. Hình như có con thằng gì nhở, thằng sĩ phải mang con Spino đến đây để nó dọn hết mấy cái chỗ này thì anh em mới bắt được nó mới dễ. À, hợp lý. Chứ đừng không bảo thằng sĩ bắt mày tới nơi bà thì là cái chim muốn lộn anh không được. Em tới rồi nè. À, quăng quăng anh mấy cục thịt, mấy quăng mấy cục thịt đi. Rồi em thấy cái hot rồi nè, lên cứu anh mấy chén rồi. À sĩ ơi, còn sĩ em về nhà có em mang con Spino ra đây, mấy cả em lấy thịt thịt đấy trong con em lấy thịt tủi trong con Giga đây, anh quên mẹ mang tủi rồi. Quên nhà ở đâu luôn rồi. Em cưới con Spino ra đây. Nhà ở đâu ta? Trước tiên là lấy thịt còn trong con Giga ra nhá, xong rồi cho mọi người Spino, xong rồi mang Spino ra đây em. Thank you. Nhà ở đâu anh? À, về dưới nước nếu thấy 8555 ok anh. Ui nó đuổi tôi kìa. Tem được con nào hay con đó đi ông ơi. Ôi bắt con level cao đi ông ơi, kiếm con level cao đi. Nhưng mà tuổi này nó phiền tôi hơi bị nhiều rồi đó. Ui chết mày. Bây giờ mình mang con Spino ra đây mình clear được mà ông. Mà quãng đường mà đi từ đây ra đó là hầu như là chỉ là nước mà em có thể cưỡi Spino qua nước được. Em bay chim à? Em đang bay chim. Ừ bay chim nhanh à, ta tưởng phải đi bộ thì nó lâu. Ý nó nói là cưỡi con cử Spino á. Spino là Spino không qua nước được. Spino qua nước được, nó đi rất là nhanh ở dưới nước em. Vậy vậy là mình vẫn cưỡi được cái nó dưới nước. Đúng rồi. Không con nào mà không cưỡi được trừ con chim. Manta. Ok bây giờ mình sẽ đợi sĩ đem Spino lại lia cái khúc này các bạn. Bây giờ tìm lại con Mega Loden mà level 100 căng lắm các bạn à. Chịu khó đi thì ok sẽ được nhưng mà mình nghĩ nó sẽ rất là khó. Rồi ok sĩ tới rồi các bạn, nãy giờ mình với Hoàng Anh giết Megalodon hơi bị nhiều đấy. Và bây giờ thì mình sẽ... Ủa gì vậy? Tôi ăn nhầm bia tôi xin rồi. Vãi cái lồn. Hai cái cây trắng trọng này, hai cái trắng trọng này Hoàng Anh. Ồ sĩ. Sắp tỉnh rồi ông ơi, sắp tỉnh. Rồi ok, tôi đi xuống cái đã, tôi xuống tôi macro cho ông trước cái đã, rồi có gì tôi báo cáo thì ấn vào mặc đồ ấy nè ăn nhầm là hai cái, ăn tầm mười cái thôi siêu đến hai luôn. Và bây giờ mình sẽ cởi Spino xuống dưới để xem cái con một level 100 nó đâu, hình như là nó bên đây. Con này 48 được không ông? Không, nó bắt luôn con 48 cũng được, bắt cả một con 48 được không ấy? Ok rồi, ra đây tôi macro cho ông nè. Bắt con đó. Ok. Con bên đây còn nhiều. Em mà lặn không giỏi. 40. Em có cái chân vịt à. 44. Ok. Đây tôi vũ nó nè, hai con này đang quýnh thôi nè. Con kia bao nhiêu nhờ? Lặn. Tôi không thể ôm luôn nè. Đây nè tôi. Anh đang trên bờ. Anh đang đứng trên bờ, anh đứng anh múa nè anh. Múa gì anh xuống dưới rồi. Lắc ấy. Đâu? Rồi. Boss lắc. Tôi dụ lên rồi đứng yên đi, đứng rảnh đi. Nè tôi dụ hai con lên nè. Để con Spino bắt xịp ông đứng ra bắn cùng luôn là sao? Không, con Spino nó sẽ trồi lên mặt nước. À, anh ở dưới rồi nè. Ui, gần cá mập quá. Ok anh em. Rồi đó tôi dụ bắn thoải mái đi. Nè, một người đứng tăng nè, bắn, áo của anh đâu rồi? Kìa bắn đi. Sĩ, có đồ bơi chưa sĩ? Chưa anh, em có một cái chân vịt rồi anh.
trồi lên trồi xuống như một thằng khùng anh. Ok ok ok, tôi tăng nha. Em đang bắn phụ nè, yên tâm. Bắn tên độc với nhau, đừng bắn tên zip của nó nha. Tên độc anh. Nha, ok ok ok. Tên độc anh, trời em tỉnh táo lắm. Chứ gì mấy cái này em tỉnh táo cực. Giờ dồn vô trước một con đi, Con đen đen này, mà con đen đen này mày. Đó, cứ đó gọi là teamwork các bạn hiểu không? Teamwork nó sẽ như vậy. Cảm ơn. Đánh cái chân vịt thôi. Có một cái chân vịt thôi mà làm được tất cả anh ạ. Vậy hen. Đâu cần đồ bơi. Em như người nhái vậy. Hó. Lâu dục quá ta. Bắn con đen đen đúng không anh? Ui cái đen gì vậy? Ui nó lồ tôi lên ấy luôn kìa. Nó lồ luôn rồi. Ok. Bắt xẹp rồi, tôi xuống phụ đây, dí nó luôn. Một. Rồi cái đám sứa này nè, coi chừng đám sứa nha. Nó bỏ chạy. Đây, coi chừng đám sứa. Từ đánh ra đây, lia đám sứa nè. Má đám sứa này cũng khó chịu lắm à, chứ không phải chơi đâu. Đâu nha, xin cầm cái thịt bùi ở trong con speedo ra đấy. Xỉu chưa? Sắp rồi, nó bỏ chạy. Sắp đèo cũng đèo à. Tôi lia cái đám sứa này cái nè. Dầm bạc. Xíu ơi. Lên đi anh. Bơi lên có em phụ, bơi lên đi. Ấy da đâu sứa. À! Rồi, xác định rồi. Em dính vô sứa là em xác định rồi. Em sát bờ. Sát bờ vô sứa không? Rồi, ok. Giết con này, cảm ơn cho tôi gái, giết con này. Rồi, ok. Ai nó cắn tôi. Từ. Đưa đây. Dưới này đúng không? Con chó này. Ông mà ông xuống cho thì đùi vào trong người con cá đi không? Ok, đang xuống liền. Hai con luôn mà. Ủa? Sấy có đem thịt đùi không? Sao con quay đâu không có? Rồi, xong luôn anh. Cái gì? Xong mày nhắc em hết. Vãi cái lồn. Ôi ông ơi, chạy con Spino thì ông chạy. Cái gì á? Về nhà. Ở nhà có 69 cái thịt đùi lận. Sao không ai bỏ thịt vô đây chứ vậy? Chết bà luôn cho ăn thịt nướng luôn à. Kiếm tạm một con Bronto farm đi ông ơi. Kiếm tạm con Bronto farm ở đây đi. Rồi, ôi, vậy tôi thấy mới có một con xỉu rồi, còn con nữa đâu? Giết luôn rồi. Một con nữa ai giết rồi? Rồi, được tôi đi farm cho. Ủa sao anh kêu tôi giết con đó? Ừ thì giết con đấy, giết đi, con 68 mới bắt con 68 thôi, mình cả phải kiếm một con level 100 nữa. Vậy là hiện tại mình có hai con à hả? Đúng rồi, mua xa sau đó ông xuống ông đấy, ông bắt phun cả tay, mày ra mà nó mới chết. Có nên kéo con, Bino xuống không ta? Có chứ không? À không, Bino rồi kìa. Má Bino tôi nghĩ tăng không nổi đâu, hồi nãy hai con cá mập đánh mà nó cũng 75% máu rồi. Xa đạn to đấy không ạ? Ừ, bỏ vậy. Tôi kiếm con đi kiếm con Bronto farm với thịt đấy. Rồi hai con rùa dí. Con chó này. Rồi bây giờ thì tí nữa về phải sửa lại đồ ông hết không ạ? Đồ hỏng hết rồi. Có mày hết rồi. Mày lâu đình là mình về nhà mình chế đồ, mình sửa lại đồ và làm cái đồ cổ Mega và chúng ta đi tiếp luôn. Đây là được 29 cái thịt đùi rồi, được ra luôn. Barium đi. Ok, được rồi mấy ông ơi.
nó đang nguy hiểm mà. Con 60 mấy đường rồi. Tôi để ở đây nè, sĩ chờ đây canh đó nè. Bây giờ bắt thiết tiếp một con 100 nữa sao là xong. Mà nó bắt vào trường à? Ui hết. Dạ. Cái đồ tôi hư mẹ rồi. Phải lo. Chạy về chế độ lại là được. Chạy về chế độ. Chạy về nhanh mà. Chế cho em bộ luôn. Bây giờ mà không đủ level thì đéo được không ạ? Kéo ăn thua không ạ? Level nó thấp quá. Bây giờ phải đi farm để cho em mỏ đấy. Ê con Mega London của anh đâu? Đâu? Nó đâu? À nó đây. Ông có cầm quả cầu không Tùng ơi? Không có cài mod đó vô, tôi bỏ mod đó ra rồi. Giờ phải dắt nó về hả ta? Thôi để nó ở đây đi rồi sau đó mình quay lại mình tầm tiếp chứ bây giờ mỗi lần mỗi về mệt lắm. Tôi về tôi chế cái đồ bơi của tôi với cho ông luôn nè, rồi chế cho con sĩ luôn nè. Bây giờ hai thằng đứng đây thôi, một ông về thôi. Ok tôi về cho tôi về cho. Đủ về chung kéo luôn, cá mập theo luôn. Này, ra đây lên xét đây, cái này phân phát đồ không em? Lô cá mập về luôn anh à. Chị cứ để đó. Mình anh quay lại là đi luôn, Tôi đi trong hai cái áo này. Là làm cái gì? Một cái chân này là ông sửa về, ông sửa cho tôi nhá. Ok. Sửa okay. Tôi mới cả, ông sửa tôi cái lõi nữa, là lõi tôi đấy hỏng rồi luôn. Đây rồi, hai cái lõi này của tôi sẽ hỏng hết, cả hai cái rồi. Thấy không? Ok. Rồi đấy. Ok, giờ mình về nhà mình sửa đồ nha các bạn. Rồi sau đó mình comeback lại là đầy đủ đồ. Với lại có một đồ cửa vô Omega. Làm hai đồ cửa luôn. Hai đồ cửa vô Omega luôn. Ba yên cưới, hai yên cưới rồi ok, xong rồi các bạn ơi. Và bây giờ lại đây sĩ, lấy đồ nè sĩ. Đồ hơi bị nhiều. Còn anh lại đây luôn ơi. Không ơi. Đâu, không thấy ông đâu. Đây. Người đàn ông tàn tật. Rồi, cái này nè. Còn em có cái đó rồi, để nó cho Hoàng Anh đi. Còn nè. Cái chân vịt em hư rồi. Rồi đó. Với cái chân vịt sau. Ê, em nhặt lẹ ra đây. Ê, em chưa có. Chưa gì. Đây, nhặt đi. Ok. Thôi đi em anh em ơi. Đi rồi. Let's go. Ok, go mu. Ôi đồ trong đây con này nhiều quá. Đây cất rồi. Vừa đi vừa về 2 triệu. Nó còn là vừa đi vừa về đấy. Em đang chế thêm 100 mũi tên nữa. Ủa ai có giữ cái chân vịt không? Tôi chế có 2 cái chân vịt hả? Em chế 1 cái luôn anh. Đây tôi đưa cho. Okay. Rồi let's go. Ông cưới Mega. Kiếm con level 100. Ông kiếm đi rồi tính cho ra. Xin cả ông ấy đi con Mega Nando đi. Đi theo đi, anh ở trên này. Ôi chết mẹ, tôi quên này. À đúng rồi quên. Đi theo anh luôn đi sĩ. Bơi xuống dưới luôn. À, bây giờ kiếm con level 100 khó lắm các bạn. À, nãy gần được rồi. Không biết là nó có xỉu không nữa. Hình như mình thấy một hiện tượng lạ. 44. Thôi đéo. 100 thì chơi. Chứ một trăm. Chí nó quýnh thấy mày. Số nữa. Bây giờ mình quay về nhà mình lấy không phải mình quay lên mình lấy con Mega Loden mình đi cho khỏe. Em đi kiếm đi hoặc là không mấy nay em lên bờ đi, mất công là cái ao lặn nó hư á. Dạ. Em lặn thôi là nó cũng hư nữa. Vậy anh lấy con Mega Loden anh đi cái đã rồi tiếp. Con
công nhận nó hư thiệt nè. Chưa ông ơi, giờ tôi lấy con cái đầu cửa tôi đi xuống nè. Ờ à, anh vứt ra mấy cái đồ nè. Em cất giùm anh đi. Đồ nặng quá, con này đi không nổi. Rồi, tôi đi xuống đi kiếm cái đây. Được rồi, tôi quất nó luôn. Tôi quất nó dưới luôn rồi tôi đem lên. Quất nó dưới. Ôi, quá trời đồ luôn. Ông với thằng sĩ đi kiếm ven ven có con nào hơn không chứ giờ đứng không lâu lắm. Sĩ đứng yên nha. Em bị nặng quá rồi. Cắt chế cái thùng xong để đồ trên này quá. Cái nào không cần vứt đại cũng được nè. Dạ. Ôi con level 100 mình mất tiêu luôn rồi ông ơi. Mất luôn. Ôi có con đu ke kìa. À, cá mập mình chơi sang quá, mình cho ăn thịt nướng không à. 12 hả? Con đu ke này nhiêu vậy? Đó, tem được con đu ke này đã luôn á. Đu ke này có 4 à. À, nản dữ nè. Ui, ơ đu ke level 36 chơi ông ơi. Chơi được không ơi? Ke là con gì? Ke là con gì? Con đu ke mà giống con cá mà cái đầu nó bằng giáp sắt á. Đấy yếu lắm, chậm cực kỳ chậm luôn, với cả nó yếu luôn. Yếu hả? Ừ, nó không cá mập đâu. Ủa vậy hả? Tôi tính cho nó tăng đó chứ. Không, đây không bằng cá mập luôn này. Vậy hả? Có đi tìm cá mập, con chính là phải con cá mập level. Không ổn rồi ông ơi, không thấy rồi ông ơi. Dưới đây có mấy con vờ le. Phải. Ờ bờ le cũng được. Ờ bờ le nè, được nè, chơi luôn nè. Bờ le hay mô sai gì chơi hết. Bờ le vô em, để đâu em thôi. Tôi coi. Con gần ông nhất là 32. Ui con này 28. Ồ nó đánh hơi bị đau, nó đánh hơi bị đau. Mà con này khó dụ nó ông ơi, khó dụ nó lắm. Ôi bắt Pegasus rồi ông ơi. Ôi ông, ở đây, khu này nhiều cái mập quá. Ông Lee bớt đi. Level cùi hết rồi. Ơi cứu tôi, cứu tôi nhé. À, khoan được rồi, tôi lết được. Không được. Ờ cứu đi, mà tôi hết stamina luôn rồi. Con này sắp chết rồi. Ơi à, nó bu lại quách rồi. Vãi cả luôn. Ờ, sắp chết rồi. Tôi đang cố nè. Con vợ tôi. Má, ôi mẹ. Cái mập tôi còn có 800 mấy máu à. Tôi đang cắn đây. À khó. Còn em để giúp ông ạ. À? Ôi tôi lên được 20 level nữa ông ơi. mắt máu luôn ha. Mắt tăng luôn. Xuống với mấy anh này. Con này nhiêu vậy? Con này 28 nè, đánh luôn. Ê cứu tôi nè, không cho tôi chết nè. Ủa anh giác con Spino xuống dưới mà không sao luôn hả? Ông ơi. Ủa nó thở dưới nước. Ông ơi. Á à, con vào thôi chứ. Được rồi. Ui còn 700 mấy máu. Chào lên trên Ferry đi, ông kia đấy. Lên trên này, tôi đi vệ sinh cái đó. Nó nặng quá, tôi bước cái đã. Rồi, được, ok. Ui lên được 21 level cho con này luôn các bạn ơi. Bây giờ thì nâng mắt tăng cho nó thôi. Mắt tăng và thêm một tí gọi là tốc độ chạy. Này,
Em thấy một con mega luôn đấy. Em không biết có đem hồi nhiều hết nhưng mà trước mặt em nè. Anh ơi, lên là phòng yếu không em lên đây lên tụi anh lên trên hết rồi. Giờ anh cho cắn cho con này nó lên. Cắn cho con này nó lên tí. Em lên đây em cho con này nó ăn giùm anh cái này, anh lấy con Wino anh xuống rồi. Không mà không được ông mà anh đang ấy rồi. Bây giờ nó ở đó em nặng xuống đây. Cái gì nữa vậy ta? Tụi này không kiếm chuyện là không được hay sao á? Ok bây giờ mình sẽ chờ cho con này nó hồi phục một tí thôi các bạn. Chứ bây giờ mà xuống thì thế nào cũng bị dần chết à. Cho nó tự ăn đi, cho nó tự ăn đi. Nó hồi phục liền. Còn bây giờ mình lặn xuống mình xem xét tình hình như thế nào rồi nhé. Ui mình lia hết khu vực này luôn hả ta. Ghê thế. Thử bắn coi. Theo các bạn biết đó là mấy con cổ dài này nó bơi rất là nhanh các bạn, cho nên là đừng tiếp cận đâu này. Ui nó chạy kìa, nó chạy kìa. Với lại con mấy con này nó không có dễ dụ như mình nghĩ đâu, như các bạn nghĩ đâu, nó không phải bắn cái là nó dí mình liền. Ui má level 8 à. Chơi gì được mà chơi. Không, mình lên để mất công là kiểu như nó phí nó phí cái thời gian hư cái đồ lặn của mình. Level 60. Thôi lên. À, khó các bạn muốn tìm Mosa Sorus mà khó quá. Nội tem Mega thôi cũng cực khổ rồi. Hình như con này level 100 anh ơi. Đâu. Đông quá. Ý, chạy. Em ở đâu anh có thấy đâu, em đi xa anh không à. Biết chừng nào nó xong nữa. Ý rồi xong em rồi. Level 88. Thôi đi anh em. Ờ đang có việc. Ok, là anh em đi. Thôi. Sĩ đâu vậy? Sĩ không biết nó sĩ nó đâu luôn á. Em đang xem con level 88. Ý. Mega à? Mega lên định level 88. Mày đã bắt làm sao tao ta? Một thằng bắn được đẩy đâu? Chạy em ngắt nó ngay. Đang ở đâu? Có em đang ở trên bờ luôn, gần đó luôn, ở trên bờ á. Dạ anh đang đi hướng em đúng không? Dạ đúng rồi. Cái hướng hồi nãy mà anh ông điệp nghe luôn đấy. Thôi để nó đang hồi phục, đang hồi phục. Ủa phải con này không? Con này mới 12 à. À thấy rồi. 88 đúng không anh? Nên coi. Em đó hơi bị ngon luôn á. Ô level 100 nè ông ơi, level 100 nè ông ơi, level 100 nè. Con này vừa lấy quả em mình đấy. Đây đang bắn nó đây, lia giùm tôi nha. Đang bắn nó đây. Sĩ thấy anh ông sĩ chạy ra đây, con này 88, con này 100 nè em. Ok anh. Hơi đông anh, ở xung quanh anh hơi đông á. Ok, anh bắt cắp luôn á. Cả đuôi luôn, béo không kìa. Bé, cứ lia đi, cứ lia giùm tôi, tôi đang chạy nè. Đó, tôi vũ lên bờ nè. Ui, ta đuổi lên bờ tôi. Rồi, lê giùm tôi. Tôi bắn cá mập thôi á. Đó, tiêm quật. Đừng đánh nó con cá mập. Co vào tôi. Ủa em.
đừng đánh đâu, con có mập nha, đừng đánh đâu, con có mập nha, con sau lưng nè. Level 16 cốc rẻ. Chạy đi con đỉ. Tôi tạm thời là tôi thấy lia rồi đó. Ui chết mẹ rồi, từ không à. Có con cá mập chạy lại gần kìa, lên lên đó tụi tôi luôn. Ok, con này 88 đúng không, con này 100 đúng không? Ok, nên mất công nãy giờ bắn không đúng mất công á. Đuổi đuổi ông nha. Ok ok. Level 104. Anh ơi, level 104 là... Ý. Từ, em đừng đánh dấu nó ra, đánh dấu nó đi. Để anh đang tìm con cam. Đây, đây, cứ chạy qua chỗ em là được, cứ chạy qua chỗ em. Bỏ con 100, ra chỗ này, tôi đang ngay đằng sau này là có... Khoan, khoan, tôi lỡ bắn rồi, phải bắn tới luôn, tôi lỡ rồi. Ba con đi. Thì phải bắt ba con rồi. Ấy con rồi, tôi hết mana, tôi hết stamina, tôi đang lết vô, rồi. Cái con ở dưới cái màu sắc đen á là con level 108, 104. Rồi em biết rồi, anh nhìn em theo. Ôi hết stamina nó cay. Nó cắn hơn chân mình rồi. Thì da nó dí bờ luôn. Ôi công cốc em vải lồn. Vô bờ nè. Công cốc vải lồn. Em dụ vô bờ để tôi quất nó nè. Em đang quất nó nè. Em quất nó luôn á. Công cốc vải canh lồn. Quất nó anh, quất luôn cùng mình á, em hạ nó rồi. Cái con vừa cái bơi qua lên 104 anh. Anh biết mấy con sứa đấy, anh biết con đấy rồi, nhưng mà con sứa đang không... Mày gửi nó vào đây. Em bắn nó quá đấy trời luôn, nó đang bỏ chạy. Đâu, bên đâu, đâu. Ờ, thấy 104 rồi, giờ bắn ha. Em vô bờ. Tôi bị xét rồi, sĩ rảnh không lại đây phụ anh nè. Bắn mấy hai người, bắn một mình anh không có xuể. Em bị con mega luôn định để dí vô bờ. Tôi bị xuống đất chết rồi. Ai vậy? Ây dồi. Thằng mấy con cá mập mà cực khổ thế này. Qua đây lia nè, qua đây lia nè. Co vào tôi nè. Tôi sẽ rất chết rồi. Phải cái lồn. Phải cứ sửa, tôi đang đánh đứng Spino nó. Có Spino có bị gì không? Không có Spino luôn. Đồ vẫn bị đang dập chung hoài vào. Sĩ ơi, em bỏ hết tất cả mọi công chuyện, em qua đây em phụ anh là được rồi sĩ. Dạ, em đã qua nè anh. Anh sắp chết rồi nè. Anh hết stamina vãi cái lồ nè. Điệt con ma nó. Giờ ba thằng chụm đầu bắn một con được không bay? Tại sao lại cứ mỗi người có mọi việc nha. Em bị dí anh, em bị dí. Vãi. Bắn con 104 của thằng ấy ngay ở chỗ sát biển luôn là dễ. Ui quay về đây nữa. Giờ lấy con gì đi ra ngoài ở đây ta. Nó ghi gan đi mẹ nữa. Đi là thế tôi chở ra, anh em đi ra. Con gì ra, lấy con gì ra. À ok ok. Để con chim bay ra đâu. Con cá ngủ chết. Mấy con sứa nó giật con Spino còn giật chết rồi mà. Tới đâu mày? Tôi đang chiến thủy điện tử. Đi vô còn nhúm máu tú nó kịp anh ơi. Mino chết rồi hả? Ý chết, em cứu nó kịp rồi. Chết đâu mày, đang đâu à? Ngoài đây là lò nung nè.
Vãi cái lồn à. Má, đang bắn ngon lành. Hết stamina mới cay chứ. Thôi con chứa nó không biết luôn. Nghi được. Cứ dập đúng mát của nó. Chị đi. Chị cộng xiên đi. Không được xiên luôn nhau. Đi đâu sót sót rồi. Thế bởi vì dưới nước không phải thế mạnh của tụi mình nữa các bạn. À, khó vãi cái đáy luôn. Hết manta rồi tới sứa. Bây giờ nè, thống nhất là một chuyện đó là bắn một con 104, ba thằng đều bắn luôn. Một cùng lắm là một thằng cỡ Spino clear hết cái đống đó trước đi rồi tính tiếp. Chứ cái gì đâu mà một mình tôi bắn sao mà tôi sể được. Sao tôi bắn được? Em bị dí mà. Em bị bấm con nó dí em chạy không kịp. Em chạy lên bờ là xong rồi. À, không có chữ hoa. Em chạy qua cứu anh đó. Hai ba cái mập chạy dưới nước, ở dưới đáy chạy lên. Cánh đáy. Ui thủ idol nó phải của mình chứ. Em có đặt tem cái con cá mập ở dưới rồi. Nó đang ăn rồi, sắp tỉnh rồi. Con nó lên level mấy? Level mười mấy thôi. Kiểu gửi cho có. Trong quá trình nó dí em bắn đó. Rồi đâu rồi nãy sĩ tới chưa ta? Em đang ở ngoài này nè. Vẫn chưa chết. Đâu rồi em, khúc nào rồi? Chỉ 25 lắm. Em ở em đang ở 82 28 à. Ok. Rồi nè, tập hợp lên nè. Đi ngô đập hồi máu. Hồi rất ít. Chế cho em một cái cung mới luôn nha anh. Anh ra tới nơi rồi. Ôi. Để vậy. Ô đâu à. Ô. Thanh niên, sao thanh niên ơi thả tôi đâu ấy. Tới nơi rồi ông cha. Trong đồ tôi ai. Thôi nó trộm rồi thôi chứ nó đâu. Nó trộm cái quần bơi. Ui vậy hả? Ăn là cả 30 thịt nữa. Ờ, con gấp tua bỏ đi. Rồi, em. Ok, ra lông đình của anh tỉnh rồi. Em cứ đứng. Em cứ đứng bỏ đi, con nó cũng không xài đâu. Gấp tua con bỏ đi. Thì bên trái rồi, bên trái rồi. Tôi biết rồi. Rồi bây giờ nè. Con này em làm mồi, em bắn con này. Là mồi. Em bắn con level 104. Mày hả con? Rồi nè, bây giờ nè, từ lia hết cái đám này đi. Hình như tôi thấy sạch sẽ rồi đó, giờ chơi nè. Còn anh. Nó ngay đây luôn nè, nó ngay đây luôn. Rồi, bắn luôn. Anh thấy nó rồi, anh thấy nó rồi. Em lấy con cá mập để em mồi cho nó. Chết. Bắn đi em. Nó đang dí anh à? Em đang dồn. Em đang ở sát bờ á. Em có dí nó ở sát bờ. Nó quay vô thấy em. Em chạy lên lại. Nó xỉu rồi, đừng bắn nữa nha. Xỉu. Sao mà xỉu vậy? Vậy rồi mà. Em bắn đi rồi mà. Em bắn nó nãy giờ luôn. Lúc mấy anh về chế độ bắn nãy giờ. Tôi bắn được nó 2 viên. 2 viên Shocking kinh đúng không? 2 viên Shocking. Ok. Còn một con level 90 mấy là tôi nhớ không lầm, tôi để nó gần bờ biển giờ nó mất tiêu rồi nè. Rồi về đằng kia. Đằng tiêu. Tôi coi có phải không? Cá mập chạy rồi. Anh thấy em thông minh không? Em bắt cái con này xem làm mồi cho con kia, xem đứng bờ bắn hoài luôn. Ok ok. Cái dí con này nó cắn nè. Thấy rồi. Rồi. 104. Với 90 mấy gần 100. Quá đỉnh rồi. Con này không biết nó hồi máu chưa ta.
Con này vẫn chưa hồi máu rồi. Ok, let's go. Đi ra lục đình level 22, vẽ đái. Spino đâu rồi? Đang chắc nó về đây. Thấy em giỏi không hả? Anh Hoàng Anh. Lên vào chân kiểu ô tô ấy. Thấy em giỏi không anh? Giỏi. Anh mà ok em giỏi. Đánh chết mẹ. Nha. Đánh chết thằng thằng thằng. Mèo. Con này là mèo. Lấy cái đưa vào cho anh chưa? Ok. Con level 2. Level này là mèo mới ghê chứ. Rồi. Đi trước lại con cho em con level 22. Mình đã tem được 2 con mèo lên rồi các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này nha. Mình sẽ để cái phần này là phần 1 trên chặng đường đi tem Mosasaurus của mình ha. Và phần 2 thì mình nghĩ chắc chắn là tập sau chắc chắn sẽ có Mosasaurus. Đó, nội các bạn thấy là hôm nay là mình hơi bị sắp mặt lờ với hai con Mega, mà một con 104 với một con có 8 mấy rồi đó ha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, và đừng quên để lại một like, share giúp cho mình tạo động lực làm tiếp những tập sau của ARK nha các bạn. Và các bạn nhớ bấm cái chuông để khi mà mình ra video thì mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Bye bye.